các bạn nhìn được không ạ? 305.000, trời đất ơi, nó hoành tráng ghê gớm không? Dễ sợ thiệt. 2.526 square feet nha. Dạ. Dễ sợ chưa? Ngủ 2 phòng tắm rửa. À, đó. Sàn nhà là thấy đập vô mắt mình là thấy sạch sẽ rồi nè. Dạ. Gai lên trển đi, người ta bắt ráng ráng chịu nha. À, chưa gì chạy lên trển rồi. À. Lily Vin Las Vegas. À chắc là khán giả mua nhà hơn chút xíu nó gọi sao. Có nhà nào available á để mà người ta muốn mua nhà à? Nè, nhà này sao nó có cái phòng này đẹp vậy? Kể cả, nãy giờ mình đứng. Cái phòng kia, sao hãng này nó xây như cái phòng dư vậy hả? Ừ. Đây hai mà phòng dư rộng hơn là rộng. Ờ, ngộ vậy hả? Đó cái kìa. Chi vậy? Không biết nữa. Đúng rồi, bếp đẹp. Bếp xéo. Dạ, đúng rồi, bếp dễ thương, bếp kiểu. Rồi bên đó là cái bàn ăn đúng không? Rồi bên đây là phòng khách. Nó có master ở dưới không vậy? 4 phòng ở trên hết. Ồ, nguyên cái tầng dưới này là không có một cái phòng nào luôn, chỉ có cái phòng này thôi nè. Đó, đại khái là chỉ có cái phòng này để các bạn ngồi làm việc thôi đó, đại khái là vậy đó. $375,000 bởi vậy nhớ nãy nông mắc dữ vậy đâu trời. À cái này là 9 feet nè. Sàn nhà 9 feet nè. Đẹp, cái bếp đẹp. Họ đang có một căn inventory giống như xây nhà này luôn. Ờ, dạ. 330.000. 330.000 là mua in luôn á. Vẫn rẻ hơn cái căn nhà này xây ở bên kia thì bao nhiêu không? Gần 400 lận. Vậy hả? Ừ. À. Trên này thì nó xa hơn xíu nhưng mà được cái nó rẻ. Trời ơi, cái 3.2 cho vay 600 đồng một năm. Vậy hả? Dạ. Cái phòng giặt đồ cũng bự quá nè. Ừ. Ghê gớm hả? Ừ. Phòng giặt đồ cũng bự quá. Anh chị em tôi chú bán là muốn mua nhà hay gọi cho em. Ủa nhưng mà bây giờ người ta có đất để build không? Ví dụ mà ai à vậy hả? À. Ai muốn chọn đất để build cũng có luôn. À ok. Ba cha con đang đi tìm nhà để mua để đầu tư. Dí dẫn hai chị đến từ California. Dạ. À. Em đi lạc. Trời ơi, em đâu có rành mấy cái khu này tại vì em chưa bao giờ lên đây. Dạ đúng rồi, chính xác. Em chạy lạc cái em phải lúc lên trên kia cái em phải view thôi lại. Trời ơi em bó ta luôn. Trời ơi cái sàn nhà gạch đẹp đấy chị. Đẹp ha. Ừ. Đẹp. Không. Ủa nghe nè. Cái nhà này hình như bự hơn cái nhà hai chị mua ở dưới đúng không? Cái nhà này nè. Hàng chi. Hình sao nãy giờ chị thấy sao, tình hình sao? Đẹp. Ủa, ok không chị? Anh quay đi xong rồi giới thiệu cho người ở bên Cali họ. Dạ. Ủa nhưng mà nãy giờ ông David có nói là cái vườn nhà này khoảng bao nhiêu tiền gì chưa? Ủa vậy hả? 75 hay là gì? Vậy hả? No. Căn này là 1868, 1889 nè. Ok. Nè. Ok. 3 ngủ 28. Nó có một cái den với một cái room dư nữa nè. Ok. 268.995. Oh wow, chỉ có vậy thôi. Ồ, chỉ có vậy thôi hả? Y xì như thế này luôn hả chị? Y xì mà đang có một căn kho là lót á. Ồ vậy hả? Oh wow. Qua, ok. Good. Ok, good deal. Đâu, đây nè. À nó nằm ngay nó nằm ngay freeway luôn á hả? Dạ. Wow, đã quá. Vừa ra khỏi cái sắp division là lọt lên freeway luôn á chị ơi. Vậy mà em còn đi lạc nữa đó, nó sốc hàng vậy đó chứ. Đây nè các bạn, 249 đó các bạn ơi. Đó, freeway 249 ngay đây nè. À. Quá đã. Dạ, yes, yes. Freeway nhưng mà trong nhà không có. Dạ, ồn. Tại vì nó xây theo cái kiểu mà coi như là chống ồn quá ha. Dạ. Đẹp quá. Ủa mà em thấy cái căn nhà lầu cũng đồ sộ quá chị. À không vô nhà lầu tại vì không có thích nhà lầu. Đúng rồi, em cũng vậy. Dạ. À. Dạ, đẹp quá ha. Sao? Chị chuẩn bị mua thêm căn nữa chưa? Chuẩn bị chưa?
Đường tướng đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Đẹp quá, một phòng cái này là master nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua mấy cái phòng khác nè. Trời ơi, local thích xịt mà để cho hai chị đến từ California làm thổ địa mới sóc hàng nữa chứ. Tony Lê không có rành. Dạ. À, chỗ này chỗ ăn nè các bạn. Đó. Ăn thì các bạn có thể nhìn ra hai cái cửa sổ. Sao Vy nãy giờ em đang nói chuyện ai vậy? Nói chuyện với khách hàng. Dạ hả? Rồi sao? Có sai chưa? Có ký gì? Có deal gì chưa? Rồi nè, à, em dẫn đi đặng. Ồ, cái nhà này bao nhiêu? Nói chung là ở trên đây giá rất là rẻ. Vậy hả? Chỉ có 232 ngàn bắt đầu. Ủa? Nhưng mà nó nghe nè. Anh Tony mua đi. Ổng nói là một cái session đã xong rồi. Yeah. Bữa hổng mới bắt đầu ra là có 200 ngàn thôi đó. Bây giờ lên 230, tức là nó đã xây xong một thì cái session. Ừ. Rồi bây giờ ổng còn hai cái session nữa, cái ổng đang xây cái session thứ nhì nè. Dạ. Đó, rồi giờ em dẫn đi đây nè, đặng em okay, giới thiệu đặng đi. Đặng em còn bán nhà nữa. Ờ. Đó. Ý xì gì luôn hả? Hả? Ý cái này luôn. Bốn mặt gạch hay sao? Dạ. Yeah. Không, một mặt gạch ở trước thôi. À vậy hả? Dạ. À. Mà ví dụ mình muốn làm gạch không hết xung quanh luôn á là được luôn. À là mình thì trả tiền. Thôi, à, ở 7 ngàn á. Vậy hả? Dạ. Cái nhà này á là 1.889 square feet nè. Ờ, mình coi như 1.900 đi ha. Dạ, 1.900. Một cái phòng ngủ 2.18. Lúc bước vô thì có một cái phòng ngay ở trước đây. À, như là một phòng study room hay gì á, đúng không? Dạ, giống như là flat á. Ờ. Để ngồi làm việc hay là... Ờ. Story hay gì chỗ chơi cũng được. Rồi cái này, ôi cái này đẹp nè. Ừ. À, cái này nào cũng dữ dằn quá hả? Ừ. Sang... xe. Ừ. Cái phòng tắm này là xe với cái trên kia. À. Sàn nhà là bằng tile. Đó. À, thôi kìa đây với. Là một cái phòng nữa. Đó. Bỏ cái giường full size cũng. Dạ. Yeah. À, cái này là hai vợ chồng hai đứa bé là khỏe ru luôn. À, nhưng mà nếu mà khu vực này á, mà mình cho mướn khoảng bao nhiêu tiền, ví dụ với nhiều cái... Hồi nãy nó coi rồi, nhiều. Căn nhà kia 1.889 square feet, họ cho mướn 1.975. Vậy là y xì cái căn nhà này rồi? Ờ, y xì cái... Họ cho mướn rồi luôn á. Ồ, vậy hả? Dạ. 1.975 đô la một tháng. Ờ, mình bỏ mấy cái máy xấy tủ lạnh vô, mình cho mướn 2.000. Ờ, hoặc là 2.001. Dạ, và căn này mình mua là có giá, nếu mình mua basis á, là 269. Nhưng mà nếu mà mình upgrade giống này nè đẹp á. Ừ, từ khoảng cũng phải cỡ 285, 289. Vậy à. Ờ. Ồ, ghê gớm vậy. Thì nếu mà tụi mình muốn upgrade. À. Còn cái basic price của nó đó cho cái nhà này á là chỉ có 269 ngàn thôi. Dạ. Ừ. Đây nè, qua đây coi coi cái này. Đây là có một cái phòng mà này cái phòng này đúng wow. Để không vậy đó. Ủa, bự dữ vậy hả? Ừ. À, rồi rồi đây, anh nói cho em nghe nha. À, cái phòng này làm được cái phòng ngủ nha. Cái nhà này y hệt như cái nhà cũ của anh. Y xì luôn, kiểu cỏ mát. Mát ơi, cái này y nè. Y hệt như nè, mát nhớ không? Nè, mình chỗ mình để bàn thờ rồi đó, nó cũng có cái lằn ịnh vô vậy đó. Đó. Rồi. Mình muốn làm cái phòng ngủ, em nghĩ nó cũng làm luôn. Chỉ có cái cửa lại thôi. Nè, máy giặt nó xấy vô đây nè, rồi cái gara ngay đây nè, đúng không? Dạ, đâu, đâu, em mở cửa ra thử rồi đó, nhà cái nhà cũ anh nó y hệt y xì vậy nè. Dạ. Yeah, đó thấy chưa? Mở cửa ra về y y xì nhà cũ của anh luôn mà. Ồ thì ra là như vậy. Wow, các bạn ơi hãy nhanh tay lên. Ừ. cái khu vực này là 232 ngàn đó. Ừ, thấy chưa thôi. Nếu mà mình biết trước cách đây 3 tháng á thì bây giờ mua cũng được má. Thì biết rồi, nhưng nó mới lên à? À, thì biết rồi nhưng cách 3 tháng thì nó có 200 ngàn. Bây giờ không mua xong rồi sau 2 đây tháng nè. Sau sẽ nói là biết chị mua trước nữa. Chị Thúy ơi, báo cáo với chị cái kiểu nhà này y hệt cái kiểu nhà cũ em á. Yes, y hệt luôn, không khác chỗ nào. Nãy giờ em quên để ý. Bây giờ em mới sực nhớ lại y hệt cái kiểu nhà cũ em. Tại vì nhà cũ em là cũng KB Home. Dạ, trước khi em bán mà em đi dọn lên đây là KB Home á. Ờ, vậy nè, y xì luôn nè đó. Bữa hổm để cái bàn ăn ngay đây nè, rồi bên này là em để tivi nè, em để cái ghế sofa ngay đây, em ngồi em nhìn qua nè. Ý hệt luôn. Ừ, đẹp. Dạ, yeah, dạ, yeah. Đúng rồi. Đúng rồi. Người ta upgrade nhiều đó. À. Để upgrade mình cứ tính hơn cỡ 20 ngàn. Ủa, nếu mà mình mua inventory thì rẻ hơn. Vậy à? Inventory nha. Vậy à? Là sao? Nó rẻ hơn là sao? Tức là nó giảm giá. Nó xây rồi. À. À vậy hả, đây nè chị nói nè, 268 ngàn là đúng không hay là sao, cái giá nào vậy, nhiều giá quá giờ không biết đường đâu. Rồi mặt tiền elevation. À vậy hả, ABC.
À, nó, rồi nãy giờ chị chọn được cái nào chưa chị Thúy? Tại vì vô cái phòng kia nó cái master á, nó bị ngang chứ không có bị sâu. À, đâu. Mình đi khám phá cái master. Đâu khám phá rồi. Ok, bây giờ nó có bị ngang mà nó không có bị sâu. Ờ, à, sống, ủa sống ngộ vậy? Thì vô đây ngủ nếu mà mình muốn á, mình xoay cái giường lại thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó không có đẹp. Đúng rồi. À ha, dạ, đúng rồi, nếu mà chị xây cái giường lại thì nó sẽ nằm đây thì nó chặt à, cái đi ra đi vô ngay đây. Ờ. À, ủa. Nhưng mà nó nghe nè, mình mua cho mướn chứ mình không mua ở đâu đúng không? À. Không, cái này y xì nhà cũ em luôn nè, em vô đây cái em nhớ là cái căn nhà cũ em. À, y xì luôn, không khác chút nào cho nó, có hai cái cửa sổ rồi để cái giường chính giữa này nè. À, đẹp quá hả? Ôi, có cái nhà tắm nè. Dạ, dạ. À, đó, em cũng không biết nữa mà tự nhiên á, cái nhà cũ em á, cái nhà tắm hệt như là nó rộng hơn cái căn nhà mới em đang ở giờ. Nó rộng cái phòng. Ờ, rộng ghê gớm thiệt. Ừ. Đó, rồi cái chỗ đó cái gì vậy? À. Đâu cần đâu nhưng mà bực. Mở gì? Ở bên đây xây nhiều cái phí phức. Dạ, rồi cũng giống như cái căn phòng giật đồ á, chị thấy không? Trời ơi, nó bự bao la bát ngát luôn, dễ sợ thiệt. Nên nó chiếm mất cái phòng chính. Nhưng mà nó có nhà 1009 nè, 1944. Là sao? Là giống vậy hả? Bự hơn căn này. Nó có bự hơn thật, nhưng mà cái diện tích giống như là phòng chơi, phòng ở nhà mình hơn thôi. Vẫn thích nhà mình mua hơn phải không? Cái đó. Cái 1944 là cái kiểu nó làm sao? Cái bên kia đi qua coi thử coi. Lỡ coi được cái này là 188 mấy nè đúng không? À, ok, rồi bây giờ. 889. Ok, rồi bây giờ mình qua mình coi thử cái 199 mấy thử coi. Chị hồi nãy á, nhớ không trong lúc bạn ăn á, ông nói là ông bán cho mình có 260 thôi đó, gần 1900 square feet là căn nhà này nè. Nhớ không hồi nãy ông, bây giờ trên này là 160 mấy. Hồi nãy ông nói với mình nó chị nhớ không, nói thôi hồi tháng rồi có 255 mà bây giờ tao lên này 260 thôi. Đó 260 là 1003 mấy. Đồ, ông nói gần 1900 hồi nãy ông nói trên bàn ăn rõ ràng. Không, hồi nãy ông nói rõ ràng mà. Này không có binh cho khách hàng. À, phở vậy không á. À. Ôi bây giờ mình đi coi cái 1099 gì cho thử ở chỗ nào vậy? Ổng đâu rồi? Đó, nhà cũ em nè, em tự nhiên cái nó dư cái phòng này để làm gì? Đó, vậy đó, để ngồi chơi, ngồi học hành hay là gì đó. Phòng mà cho cái phòng này lớn. Dạ, trời ơi, cái phòng này bự nha. Cái phòng này bự nha. Bự hơn mấy cái phòng kia luôn á. Đáng lý nó lấy cái phòng này nó làm phòng ngủ mới đúng nè. À. Cái phòng nhỏ nhỏ nó dư thừa thì nó làm cái office. Đi qua bên phía 19944 gì thử coi đi. Nè, mát nhớ không? Mình vô mình giặt đồ trong này nè mát, nhớ không? Ờ. Đấy, dưới cái nhà cũ mình cũng có này nè. Ờ, à, đúng rồi, nhà cũ. À. Đúng rồi nè, phòng này là. Nè, phòng này là phòng của bà ngoại ở nè, Mát nhớ không? Ờ, phòng này là phòng đồ chơi của Mát nè, nhớ không? Ờ, à, đó nhà cũ vậy đó. Đi đi. Đây. Bây giờ mình qua mình sẽ coi cái nhà 1944 hả? À, có nhà lầu nữa kìa. Nhà lầu. Lầu ở đây á, cái giá là nhiêu? 300 ngàn. Vậy thôi đó hả? 89 là nhà lầu nhỏ nhất. Còn nhà lầu bự nhất á là 305. Vậy hả? Là bao nhiêu ngàn square feet? Nhà bự nhất là 2596. Đó các bạn, đây là cái sub division nè các bạn. Bên trong đó là nhà đó nha. Đó, ta đang xây rầm rộ á. Kế bên highway luôn. Đi rất là kế bên highway luôn đi nè. Đi xuống Hồng Kông 30 phút. Ờ. Đi Bel Air 47 phút. Trời ơi, cái căn nhà lầu đó nó hả ghê gớm vậy hả? Nhà lầu đó 305. Trời đất ơi. 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, làm 5 phòng ngủ cũng được luôn. Ghê gớm ha, nó làm cái mặt tiền ghê gớm đi chị ha. Ờ, đồ sộ. Quá trời đồ sộ luôn không thiệt có chứ. Cái nhà này mà ở bên Key thì á. Ờ, nhiêu? Tới 380 mấy. 350 á. Ờ 380 mấy ngàn á, nếu mà bên cái thành phố Key đó nha. Ờ, bên đây thì người ta đang phát triển nên nó rẻ hơn. Đúng rồi. À. Dạ. Mai mốt nó làm lại. 1889. That's right there. Right there. Yeah. 2526 is finished. Where? The two-story house? Yeah, the one two-story, right? It's right. They don't want two-story. How about this one right here? They want this one. How much for this one? This one is sold. Oh, this one is sold.
Dạ. Rêu bỏ dép xuống rêu dơi rêu. À. Bán. À hả, dạ đó các bạn thấy không nè. Dạ. Đó chị thấy không đó. Dạ. À. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Cái này vậy hả? À, nhưng mà ngặt nghèo cái là cái này á thì cái trần nhà 8 feet, còn cái kia thì trần nhà 9 feet ngộ ha. Mình xây mình được 9 feet cũng được. À. Khi mà các bạn vừa đi lên lầu thì các bạn sẽ thấy một cái game room nè các bạn. Hoành tráng dễ sợ chưa? Và cả luôn một cái space làm việc nữa. Còn đây là cái phòng mà nó gọi là master nè các bạn. Dễ sợ chưa? Phòng master nè, đẹp quá. Đó, thấy chưa? Quá đã. Master. Hai phòng. Cái gì đi đâu vậy? Đi về đi đâu? Vậy hả? Đây nè, cái chị ở Las Vegas chị muốn mua nhà, chị gọi anh nãy giờ nè, để có gì anh để gì anh nói chuyện xong rồi anh bắn qua cho em. Xong rồi khi nào xong rồi chị đưa cho em.